nhằm cập nhật những tiến bộ mới trong chẩn đoán, chỉ định điều trị ung thư bằng y học hạt nhân tới đông đảo cán bộ y tế trong và ngoài tỉnh. Ngày 11 tháng 10 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội thảo y học hạt nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2024. Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày các bài báo cáo chuyên sâu về những tiến bộ trong ứng dụng y học hạt nhân, các phương pháp điều trị tiên tiến như xạ trị, liệu pháp phóng xạ và các kỹ thuật chẩn đoán bằng hình ảnh hạt nhân, và nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của các đại biểu đến tham dự. Hội thảo Y học hạt nhân Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mở rộng năm 2024 không chỉ là cơ hội để các cán bộ y tế chia sẻ, cập nhật thêm nhiều kiến thức mới trong lĩnh vực y học hạt nhân, mà còn giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa các bệnh viện trong khu vực. Những kết quả đạt được từ hội thảo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị ung thư, mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh và mở ra triển vọng phát triển cho lĩnh vực y học hạt nhân tại các địa phương.